Chiều ngày 11 tháng 7, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo Bình Dương đã diễn ra lễ khai mạc Festival Quảng cáo Việt Nam năm 2024 và Diễn đàn Quảng cáo và Truyền thông Việt Nam năm 2024. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của hơn 600 đại biểu, gồm lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành, lãnh đạo hội viên các hiệp hội, tổ chức, các chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2024, Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 và Diễn đàn Quảng cáo và Truyền thông Việt Nam năm 2024 là sự kiện có quy mô lớn với chuỗi hoạt động phong phú đa dạng. Ngay tại lễ khai mạc festival đã diễn ra chương trình ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam và Hiệp hội Quảng cáo Hàn Quốc, Trung Quốc. Trong khuôn khổ festival còn diễn ra triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ quảng cáo Việt Nam lần 14, Việt Ad 2024 Bình Dương, với quy mô 250 gian hàng, quy tụ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực quảng cáo. Qua đó, tạo dựng cầu nối giao thương cho cộng đồng doanh nghiệp quảng cáo trong và ngoài nước, là nơi để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, quảng bá thương hiệu, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường. Song song đó là các hoạt động, hội thảo thúc đẩy phát triển thương mại quốc tế và công nghiệp văn hóa Bình Dương, cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật Việt Nam điểm hẹn thế giới, Ngày hội việc làm 2024, giải chạy thiện nguyện Hội Quảng cáo Thành phố Hồ Chí Minh SAA Charity Run 2024, hội thao SAA mở rộng năm 2024, tranh cúp Hoàng Gia Phát, chào mừng khai mạc Việt Nam Ad Fest. Festival Quảng cáo Việt Nam năm 2024 được kỳ vọng sẽ góp phần tuyên truyền, dẫn động doanh nghiệp người nổi tiếng tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo, nói không với quảng cáo sai sự thật, đồng thời giới thiệu quảng bá về tiềm năng, thế mạnh và tầm quan trọng của ngành quảng cáo Việt Nam nói riêng và các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam nói chung.